Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Lại tiếp tục lên máy giặt cho các bác đây. Trước mắt ở đây một con tô màu cà phê. Màu này khá là đẹp. Đấy, cho bác nào thích màu này thì alo cho em nhé. Hiện tại thì là mùa hè, cho nên em đang bán giá mùa hè. Cho bác nào đang cần thay máy mới thì cứ nhấc máy này alo cho em. Trước mắt ở đây là một con Toshiba. Con má là TW117X3. Em sẽ quay qua máy rồi em sẽ quay vào trong chi tiết máy cho bác luôn. Máy đây, cực đẹp luôn, màu lâu, cực đẹp luôn. Lồng đây, em bật máy cho đèn nó sáng nhá. Đây, máy đây, đèn cực sáng, bật tắt đèn đây, tắt này, bật này. Đấy, cái này thì các bác, cái đèn này là đèn hỗ trợ để các bác buổi tối bác có thể kiểm tra là máy đang giặt nhá. Đấy, cực đẹp luôn. Đấy, máy đi đây, em quay viền bản là chi tiết luôn nhá. Đấy, quay chi tiết luôn, đây là vết bẩn này. Đấy, quay chi tiết luôn, không có góc chết luôn, cực đẹp luôn. Đấy, doang đây, xanh ngươn man luôn. Lồng thì vẫn còn là lồng 7 màu nhé, nói chung là đẹp. Đây, đấy, soi gương rồi luôn. Đấy, màn hình đây, con này là mặt gương nhé, mặt gương nhé, cảm ứng nút nhé, cực đẹp luôn. Để em quay vào đây, vách đây, vách thì nó là chấm hết rồi, vách sau đây. Máy thì không bị cấn gì. Đó, vách sau đây, quay lại kỹ lại lần nữa. Đứng em đứng đây góc này nó khá là chật, mong có thông cảm nhé. Tôn thì cực sáng luôn. Nói chung là hàng thì bọn em mua hàng đấu giá, tức là hàng có chọn lựa tại bên Nhật, cho nên là chất hàng nó đẹp miên man luôn. Đợi em quay vào tem luôn. Con này là má là 117X3 đắt 2016, cửa mở trái, giặt 11 cân, sấy 7 cân. Đấy, đắt 2016. Nói chung là máy nó rất là đẹp. Đấy, các bác để ý hộ em cái bóng điện nó hơi bị bóng một chút nhá. Đấy, còn chất máy thì miễn bài, không một đốm xước luôn. Đó, hàng có chuyển chọn mà. Đấy, cực đẹp luôn. Đấy, con này là giặt 11 cân, sấy 7 cân nhá. Công nghệ thì có AR cộng này, có ion này. Đấy, máy thì rất là nhiều các tính năng. Đấy, cảm ứng chìm, hiển thị giờ đồng hoàng. Đấy, các bác hẹn nhiếc các kiểu luôn. Đấy, cảm ứng này. Đấy, nó rất là nhạy luôn. Đấy, cảm ứng này nó còn bền hơn là cảm ứng nút nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, tăng giảm chế độ dùng. Đấy, rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, đây là giặt nước nóng này. Đấy, giặt nước nóng thì nó có giặt 15 độ, 40 độ, 60 độ thì mình sẽ chỉnh ở trong này. Đấy, có cả giặt nước nóng. Nói chung thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, máy giặt thì các dòng V thì đều có giặt nước nóng hết. Đấy, con X3 thì đều giặt nóng hết, X5 đều giặt nước nóng hết. Đấy, nói chung các dòng X thì đều có hỗ trợ giặt nước nóng. Đấy, cho các bác giặt những cái bộ quần áo đắt tiền đấy và quần áo trẻ sơ sinh mà dị ứng với xà phòng ấy. Đấy, công nghệ AR cộng này thì nó sẽ hỗ trợ cho các bác là tận dụng triệt để cái hóa chất mà mình tẩy rửa, nó thẩm xấu sâu ở bên trong luôn. Đấy, thẩm xấu sâu bên trong quần áo, các cái vết gấp quần áo ấy là không sợ bị nhăn, không sợ bị tẩy không hết. Nói chung công nghệ trên con tô thì nó vô vàn công nghệ. Đấy, lồng thì lồng 11 cân nó to, tức là nó to đến mức mà nó khuyến cáo trẻ em tầm dưới 6 tuổi nó không nó sẽ chui vừa luôn, mà trẻ em tầm 3 tuổi, hai đứa 3 tuổi chui trong này chơi đồ chơi được luôn, nếu như mùa đông là nằm ngủ luôn, bởi vì là nó rất là to luôn. Đấy, dùng em bán nào đông người. Đấy, máy thì em cam kết bác là máy zin 100%, đá chống ổn 3 vách. Đấy, đá chống ổn cẩn thận rồi. Đấy, đá chống ổn vách lên là vách nó rất là cứng. Đấy, sóc điện lên là sóc nó to bằng cổ tay này, nên là khi mà nó giặt rất là êm. Và sóc điện thì nó căn chỉnh cái lực tải của quần áo, nó phân bố đều hơn, nên là máy nó không bị rung lắc. Đấy, đặc biệt là con tô này có chế độ là hỗ trợ chống nhăn quần áo và có chế độ ion, tức là ion khi mà giặt xong thì nó sẽ phóng ion để nó diệt khuẩn. Nói chung là công nghệ trên con máy giặt này là vô vàn luôn. Đấy, công nghệ giặt rất là sướng luôn. Nói chung bác nào đã dùng những dòng tô vít này rồi thì các bác biết rồi. Em đang quay mặt đường rất là ồn thì rất mong các bác thông cảm nhé. Bác nào cần muốn biết thêm chi tiết con này thì cứ alo em hai số điện thoại này 0377996066, số dưới là 0975360433. Hiện tại thì em đang còn rất là nhiều model máy tô nhé, vì nhà nó rất là chật cho nên là không thể quay ra đây nhiều được. Đấy, ba la cũng đang còn rất là nhiều nhé. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em nhé. Tô màu cà phê đắt 2016, 117X3, giặt 11 cân, sấy 7 cân, dòng VIP đây. Đấy, vô vàn công nghệ luôn.
bác nào lấy thì alo cho em nhé. Em chào các bác nhá. Máy thì bác yên tâm là máy em cam kết bác là mạch zin, đồ đạc zin 100%, không có chế cháo gì cả. Chế cháo thì xin phép là em tặng bác cả cái máy luôn. Đấy, máy thì em đã vệ sinh cẩn thận từng tí một rồi. Đấy, làm lại trục rồi thì làm lại sóc cẩn thận rồi. Các bác yên tâm về xài trục 2, trục 5 không suy nghĩ gì. Bởi vì theo nhà sản xuất người ta đã công bố rồi, độ bền con máy được trên 20 năm cơ mà. Nên các bác cứ yên tâm. Vì dòng tô VIP là rất là hiếm, cho nên là để tìm được những cái con máy đẹp này rất là hiếm luôn. Đấy, công nghệ Maric Zoom. Đấy, công nghệ chống bám bẩn ở lồng máy giặt đấy, đem lại trải nghiệm quần áo giặt tốt hơn và không bị sợ hôi mùi quần áo đấy. Nói chung là công nghệ con tôi thì nó miên man lắm. Các bác có thể lên trên các trang mạng các bác tìm hiểu về công nghệ con này, nhưng là miên man rồi. Cái quan trọng ta đặt ở đây là cái giá của nó thôi. Giá của nó thì trên 20 triệu một chút thôi. Trên 20 triệu không đáng bao nhiêu. Các bác lấy thì cứ alo hai số điện thoại này. Máy thì nhà em bán cả thợ và cả dân, cho nên là giá em xin phép được giữ giá. Bác nào lấy thì cứ alo em trực tiếp hai số này. Em sẽ báo giá bác luôn. Bao giờ cũng khẳng định bác là báo giá rẻ hơn bên ngoài 5 triệu một chiếc cho các bác, yên tâm chưa? Đấy, 5 đến 8 triệu một chiếc. Đấy. Bác nào lấy thì alo em hai chiếc này nhá. Đấy, em đang còn rất là nhiều màu nhá. Tôi màu cà phê em còn 5 6 chiếc rồi. Nói chung thì máy còn nhiều lắm. Chả qua bận thì mấy hai là nhà chật thì không cho ra hết máy để quay video được. Đấy, cứ quay ít một cho các bác để các bác vừa xem vừa trải nghiệm máy. Đấy. Bác nào lấy thì alo cho em nhé. Đấy. Em chào các bác nhá.